Con xin kính chào cộng đoàn. Con là linh mục ăn ngay dòng chiếu cứu thế. Con xin gửi đến cộng đoàn bài viết của con: Sự khôn ngoan trong lời nói và im lặng. Nói và im lặng, dù chỉ là hành động tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại chứa đựng sức mạnh vô cùng to lớn, có thể xây dựng hoặc phá hủy, kết nối hoặc chia rẽ. Vì vậy, việc sử dụng lời nói một cách đúng nơi, đúng lúc, đúng người và chỉ khi thực sự cần thiết là điều tối quan trọng trong hành trình sống và giao tiếp của mỗi người. Lời nói được ví như một lưỡi gươm. Gươm sắc có thể bảo vệ chính nghĩa, nhưng cũng có thể gây tổn thương sâu sắc nếu dùng không đúng cách. Một lời nói đúng lúc, đúng người có thể trở thành nguồn cảm hứng xoa dịu nỗi đau và giúp người khác nhận ra giá trị của cuộc sống. Nhưng ngược lại, một lời nói thiếu suy nghĩ hoặc không đúng thời điểm lại có thể như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim người khác, gây nên tổn thương khó hàn gắn. Chính vì vậy, lời nói dù ngắn hay dài, dù nhẹ nhàng hay mạnh mẽ, cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Gươm chưa cần dùng đến thì nên để trong bao. Lời nói không thật sự cần thiết thì tốt nhất nên im lặng. Đây không chỉ là một cách để giữ gìn sự hòa khí, mà còn là biểu hiện của sự trưởng thành và khôn ngoan. Im lặng không phải là sự yếu đuối hay bất lực, mà đôi khi lại là sức mạnh lớn lao. Im lặng đúng lúc giúp chúng ta giữ được sự tôn nghiêm, tránh được những tranh cãi vô bổ và hạn chế những sai lầm không đáng có. Trong nhiều trường hợp, im lặng còn là một cách để lắng nghe, thấu hiểu và cho bản thân thời gian để suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động. Im lặng không có nghĩa là không nói, mà là chọn nói thật sự khi cần. Đó là sự tinh tế trong giao tiếp. Đó là cách thể hiện sự tôn trọng đối với người đối diện và cũng là cách bảo vệ chính mình. Người biết im lặng đúng thời điểm là người hiểu rõ giá trị của lời nói và không lãng phí chúng một cách vô nghĩa. Mỗi lời nói phát ra cần phải đúng với hoàn cảnh, đúng với người nghe và đúng với thời điểm. Nói đúng nơi sẽ giúp lời nói có sức ảnh hưởng lớn hơn, không gây sự hiểu lầm hay khó xử. Nói đúng lúc sẽ làm tăng giá trị của lời nói, bởi một lời khuyên đúng lúc có thể cứu rỗi cả một cuộc đời. Nói đúng người sẽ khiến thông điệp được truyền tải hiệu quả, đến đúng người cần được lắng nghe. Ví dụ, một lời động viên nhẹ nhàng dành cho một người đang gặp khó khăn có thể trở thành nguồn sức mạnh lớn lao giúp họ vượt qua thử thách. Nhưng nếu lời nói đó được dành cho người đang cảm thấy kiêu ngạo, tự mãn, thì vô tình lại tiếp thêm lửa cho sự tự cao. Điều này cho thấy việc chọn đúng người để nói không chỉ là nghệ thuật giao tiếp, mà còn là biểu hiện của sự thông minh và khôn ngoan. Không phải tất cả những gì chúng ta nghĩ đều phải nói ra. Trước khi nói, hãy tự hỏi, lời này có cần thiết không? Nó có mang lại lợi ích cho người nghe không? Nếu câu trả lời là không, thì có lẽ im lặng là lựa chọn tốt hơn. Những lời nói thừa thãi không cần thiết không chỉ làm lãng phí thời gian, mà đôi khi còn gây ra những hiểu lầm không đáng có. Lời nói chỉ nên sử dụng khi thực sự cần thiết. Khi đó, lời nói không chỉ là một phương tiện truyền tải thông điệp, mà còn là công cụ để xây dựng các mối quan hệ, lan tỏa yêu thương và làm đẹp thêm cuộc sống. Chúng ta sống trong một thế giới nơi mọi người quá dễ dàng nói ra mà ít suy nghĩ. Những người khôn ngoan là những người biết khi nào nên nói và khi nào nên im lặng. Hãy coi lời nói là một tài sản quý giá và sử dụng chúng một cách tiết kiệm và hiệu quả. Nói đúng nơi, đúng lúc, đúng người không chỉ là nghệ thuật giao tiếp, mà còn là cách sống của những người trưởng thành.
im lặng đúng thời điểm không chỉ là sự khiêm nhường mà còn là sức mạnh nội tại. Hãy để lời nói của chúng ta trở thành nguồn động viên, sự an ủi và ánh sáng cho những ai cần, thay vì trở thành lưỡi gươm gây tổn thương cho người khác. Lời nói và im lặng là hai mặt của một đồng xu. Biết sử dụng đúng cách, chúng sẽ tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, lan tỏa giá trị tích cực và xây dựng một cuộc sống hòa nhã bình yên. Hãy nhớ rằng, lời nói là gươm sắc, nhưng gươm chưa cần dùng thì cứ trao vào bao. Đó chính là sự khôn ngoan và tinh tế trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Ước gì chúng ta cẩn trọng trước khi chúng ta nói, và có nói thì hãy nói lời yêu thương, đừng nói lời cay đắng.